Xin chào mọi người, trở lại với chương trình Sống Lành Mạnh. Mình tên là Lê Hoài Trinh, từ thành phố Cherry Hill, tiểu bang New Jersey. Mình là Ái Hoa ở Pennsylvania. Xin chào cả nhà. Thì nói về cuộc sống lành mạnh, những cái mà vật dụng chúng ta xài trong nhà là những cái vật dụng trực tiếp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ có những cái sản phẩm để làm điều đó, để hỗ trợ cho cuộc sống lành mạnh của mình. Thì trước hết là Ái Hoa có thể bắt đầu từ nhà tắm nha. Em có thể giới thiệu mọi người sản phẩm đầu tiên. Thì đây là những cái dòng sản phẩm mình có thể dùng trong nhà tắm, đó là xà bông tắm. Thì cái loại đây là loại xà bông tắm bằng nước, còn cái này là xà bông cục ha. Thì những người nào mà có cái làn da khô thì mình có thể kết hợp xà bông tắm và cái cát này để mình tẩy da chết là toàn thân. Tại vì những lúc mà mùa đông hoặc là mùa hè gì ai mà da khô hay thấy mà mình thấy vậy trên người mình, thì hai cái này mà kết hợp lại nó làm cho mình một cái làn da rất là mịn màng mà thơm, cái mùi bưởi dễ chịu lắm. Còn tiếp theo cái polishing bar, đây cũng là một cái loại xà bông mà ở cái dạng cứng, mình gọi là xà bông cục đó. Thì những cái xà bông cục trước đây thì mình rất là chuộng, nhưng mình rất là sợ bởi vì nó làm cho mình khô da. Nhưng đặc biệt với cái loại xà bông cục này đây thì dành cho những người bị da khô, thậm chí có những người bị mình gọi là Alzheimer đó, bị lát hay lọt đồng tiền. Đặc biệt cái loại xà bông này xài vô thì sẽ balance lại cái chất pH trong cái da của mình, để cái da mình không bị khô, không bị ngứa. Đây là một trong những sản phẩm mình rất là thích, rất dễ xài nhé, rất thích. Em có thể mở ra ha. Thì đó là dạng xà bông cục. Nếu như có người rất là thích xài xà bông cục phải không? Mình thì tùy theo, có nghĩa là thích cái nào xài cái đó. Khi mà thấy cái da mình khô thì mình sẽ xài qua cái xà bông cục này. Mặc dù là cho mình nói bổ sung thêm một cái bí quyết về cái hai loại này nhé. Đây là cái dạng bưởi. Cả nhà mình ai cũng biết bưởi là gì đúng không? Thì đây là làm từ cái chất bưởi, cho nên khi mà xài nó rất là thơm. Nhưng mà tại sao mình thích đặc biệt như thế này? Trong mùa đông á, khi cái da mình bị khô và khi mà mình tắm những cái loại xà bông khác thì khi mình ra mình thấy rất là khô và ngứa. Nhưng mà đối với mình mấy năm qua xài cái loại xà bông này đây, gọi là Liquid Body Bar, thì mình không còn cái ngứa, cái khô nữa. Và mình có một cái câu chuyện, có một người quen của mình ở Việt Nam. Thì cái đứa bé đó ở Việt Nam thì khi mà nó sử dụng cái nước ở Việt Nam nó tắm thì nó bị sải, nó ngứa lắm. Thì lúc đó mẹ nó không biết làm cách nào, mới nhớ là mẹ nó có mang cái xà bông tắm loại này đem về Việt Nam. Thì sau khi mà cho bé tắm xong là đêm đó nó sải, nó hết ngứa và cái da của nó mát trở lại. Thì đó là một trong những bí quyết nhé. Thì mình mới thấy là nó hay như cỡ nào. Bởi vì mình xài hàng ngày cho nên cái da của mình thì không có cái triệu chứng đó. Và khi mà mình đi du lịch thì đây cũng là những cái sản phẩm mình đi theo. Là nhất là mình đi về Việt Nam hoặc là mình đi những cái nơi mà nó có cái nắng nóng đó, đi biển cũng vậy. Thì mình đi du lịch, mình đi tắm biển, đi Hawaii, hay là mình đi ngay cả mình đi đi cruise đó, mình đi thuyền đó, du thuyền đó, mình cũng vẫn mang theo, nó không thể thiếu được. Và còn một cái hay nữa nha, mình xin bổ sung cái này. Người Á Đông mình thích tắm da trắng đúng không? Mình thích da mình trắng. Đây là cái loại sản phẩm, bởi vì khi mà nó mình tắm á, mình scrub lên, mình chà nó lên thì nó tẩy đi cái da khô, cái da chết của mình. Nhưng mà nếu xài những cái loại sản phẩm nó sẽ làm khô da mình đi, nó mất đi cái chất nhờn, cái chất bổ dưỡng cho da mình. Nhưng đặc biệt với cái loại này, khi mà mình chà nó đi như vậy đó thì cái da mình lại càng mịn màng và nó lộ ra cái nền da trắng. Thì đây là cái loại tấm da trắng, có tuyệt vời không? Tuyệt vời. Hiện tại cái sản phẩm này cũng rất là đang được rất là ưa chuộng trong các tiệm nail. Thứ nhất là tại vì nó là water based, khi mà người ta massage một hồi thì cái cát này nó sẽ tan cho nên nó không bị nghẹt. Cho dù ở nhà hoặc là ở tiệm người ta vẫn sử dụng cái này rất là tuyệt vời các anh chị. Tại cái này là body gym chứ không phải là cho pedicure, nhưng mà là người ta thấy tốt quá thì người ta nên đưa vào tiệm nail. Yes, cảm ơn em. Là bởi vì nó không phải là muối, mà thật ra nó không phải là cát. Những cái hột được từ cái tinh dầu thì khi mình chà nó tan ra hết, chứ nó không hề để lại một cái hột cát nào ở dưới cái bồn của mình hết. Cho nên khi tắm hoặc là khi làm spa pedicure rất là sạch cái bồn. Thì bây giờ mình đã qua cái phần tắm rồi, em có thể bổ sung qua phần gội đầu đúng không? Tắm đi. Nói chung là tại vì nếu mà đưa ra tất cả sản phẩm thì rất là nhiều. Mình cũng dùng sản phẩm dầu gội đầu, dầu xả từ của công ty này, nhưng mà mình không có giới thiệu bên đây. Thì cái mà tiếp theo khi mà tóc mình hay bị khô đó,
Thì thỉnh thoảng mà mình muốn dưỡng ẩm cho cái tóc mình nó mềm, nó mượt á, thì mình sử dụng cái loại này ha. Cái dạng của nó là giống như conditioner vậy đó, nhưng mà dạng mà nó mình giữ lâu, nó được stay longer. Thì khi mà mình gội đầu xong á, mình sạch rồi á, thì mình sẽ dưỡng ẩm, dưỡng cái này lên trong vòng 2 phút thì mình mới xả. Thì cái này làm cho tóc mình rất là mịn mà nó không có bị sơ. Dạ, các chị có nhuộm highlight không? Hoặc là mình có nhuộm tóc hay không? Thì mình biết được là mình rất là thích nhuộm tóc. Nhưng mà cái vấn đề ở đây khi mình nhuộm xong, mà nhất là highlight, bởi vì khi họ bleach cái tóc của mình á, mình rất là bị khô. Thì đây là một trong những cái sản phẩm của mình sử dụng cho tóc của mình. Bởi vì tóc mình là tóc highlight, mình rất là thích nhuộm tóc ha. Thì mình gội đầu xong, rồi một tuần một lần mình sẽ dùng, đây nó gọi là Renew Hair Mask. Một cái mask tuyệt vời để mà mình dưỡng cái tóc của mình khi mà tóc của mình bị khô, bị hư hại. Thì nó đã cứu cho cái tóc của chị trong mấy năm nay. Yes. Nhưng mà không bỏ được highlight nha. Thì highlight cứ highlight, dưỡng tóc lại thì cứ dưỡng tóc. Bởi vì mình đã có đồ chơi để làm trở lại rồi, đúng không? Thành ra cứ thoải mái. Thì đó là những cái phần mà mình đã hiện tại đang dùng trong phòng tắm. Còn nói tới cái sinh, cái sinh đúng rồi, và chị tặng cho em đây là cái sinh à. Ngoài những thứ trong phòng tắm thì mình ở tại cái sinh thì mình có thể dùng kem đánh răng. Cái này là kem đánh răng giúp cho trắng răng, chống mặn bám, rất là tuyệt vời của anh chị. Và những ai mà muốn răng trắng á, thay vì mình đi mình chà để chỉ làm cho răng mình trắng á, thì cái này nó giúp cho mình một cái bộ răng trắng rất là tự nhiên của anh chị. Mình dùng đúng cách theo cái hướng dẫn á, thì sau mấy tuần là mình sẽ thấy được cái hàm răng mình trắng, mà trắng một cách rất là tự nhiên mà rất là sạch. Khi mà mình đánh răng cái này á, mình cảm nhận á, cái răng mình nó thơm, nó sạch cả ngày luôn á. Cái này không thể thiếu được trong gia đình chị. Cái này không thể thiếu được. Cái này từ 2 tuổi trở lên có thể dùng được. Rất là an toàn. Bởi vì không có chemical, cho nên là từ 2 tuổi đã bắt đầu xài rồi. Và như thế khi mình xài mình sẽ thấy những đứa bé đó, thường thường nó không cho mình đánh răng. Nhưng mà cái vị này, cái vị rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là sạch, cho nên không có làm cho những đứa bé sợ. Còn người lớn mình chắc chắn là không sợ rồi, nhưng mà người lớn mình chỉ sợ là cái răng của mình bị vàng thôi. Thì cái loại trắng răng thì nó sẽ làm mất đi những cái vàng ố do mình hút thuốc nè, do mình uống cà phê nè, do mình ăn những cái đồ ăn gia vị mà nó có cái chất vàng đó. Thì người Á Đông mình cũng hay ăn cái những cái chất vàng vàng đúng không? Bún riêu, bún bò Huế đúng không? Bún riêu, bún bò Huế, tất cả những cái loại gì mình cũng hay để có cái màu, cho nên nhiều khi cái răng của mình nó ố vàng mà mình không cách nào. Ok, đây là cái loại để vừa giữ răng sạch, an toàn và trắng răng. Cái loại kem đánh răng này nó giúp cho mình răng trắng rất là tự nhiên. Trắng rất thay vì mình đi ra ngoài mình chà tẩy để cho nó trắng răng thì mình không cần cái này. Khi mà mình sử dụng cái này mình đã thấy răng mình trắng tự nhiên rất là đẹp rồi. Em dùng hàng ngày là em không nghĩ đến cái chuyện mà đi tẩy răng nữa, để làm cho răng trắng nữa, bởi vì răng rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Mình được có cái ra ngoài hỏi ô răng chị đẹp, nhưng không phải, tại nhờ cái kem đánh răng nó làm cho cái răng mình sáng. Mà mình không có bị đóng mảng. Thậm chí nó không có bị cái vôi răng, đặc biệt là không bị vôi răng, nó tránh. Bởi vì em thấy cái AB24 không? Chữ AB24 là anti black, 24 tiếng đồng hồ, có nghĩa là chống những cái mảng vôi này kia trong 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ thì 24 tiếng đồng hồ sao mình đánh răng trở lại rồi đúng không? Thì đó là mình đã giữ được đúng 24 tiếng đồng hồ. Không phải 24 mà một ngày mình đánh 2 lần rồi. Ok. Thì sau cái phần đó thì mình sẽ tiếp đến cái phần mặt đúng không? Bây giờ răng tới mặt đúng không? Răng là tới mặt. Thì em giới thiệu cho cả nhà biết cái loại rửa mặt này nha. Thì đây là cái Elok Clean and Tone, nó vừa rửa mặt mà vừa có cái nước hoa hồng đó các anh chị. Cho nên khi mình rửa mặt đó, nó làm cho da mặt mình nó vừa sạch mà vừa xanh, nó phơm cái làn da của mình đó. Tại vì nó có cái chữ Elok có nghĩa là các công nghệ chống lão hóa. Chị mê cái extract. Cái này nó giảm mọt của anh chị, mình chỉ cần phấn ra hay không để mình bỏ lên mặt mình, vừa rửa vừa massage cái mặt mình. Chị làm đơn giản lắm, chị bấm là nó có cái này đúng không? Mình chỉ bóp nè, 1, 2 vô cái tay mình, xong mình để lên cái mặt của mình và mình massage trong vòng mình cho 1 phút thì mình rửa cái mặt mình rất là sạch như em nói. Because nó bởi vì nó có cái tone, chất toner đó, cho nên cái da mặt nó có chất toner sẵn luôn, cái chất hoa hồng để cho cái da mặt mình nó căng, nó sáng tự nhiên luôn. Sau khi rửa có nghĩa là tới 2 công dụng, một là rửa và sau đó là nó làm giữ lại giữ ẩm và cái da mặt mình nó căng. Thì cái phần đó và cái phần kế tiếp thì đây gọi là exfoliate scrub.
như cả nhà đã biết thì cái da của mình nó lão hóa thì nó sẽ bị chết một phần. Thì dùng cái loại này đây thì mình chỉ, theo chị thì chỉ dùng có một lần trong một tuần thôi là đủ rồi. Là bởi vì mình không có cần nhiều, bởi vì có thể là da của mình nếu chưa xài qua cái sản phẩm này thì mình có thể sử dụng được 2-3 lần, nhưng mà đã khi trở thành một cái thói quen mình chỉ dùng một lần một tuần là da mình đã tuyệt vời đẹp rồi. Thì mình chỉ đây là cái chất mà ashtray, thì cái chất đó, chất như là cái chất cát đó, cát mịn vậy đó, thì mình cũng như thế, mình cũng để lên mặt mình và mình để khoảng chừng mình cho 2 phút, 1 hoặc 2 phút chứ không cần quá lâu, và sau đó mình rửa cái mặt sạch mình đi thì mình sẽ thấy là cái phần mà da khô da chết nó sẽ tẩy rửa đi một cách là rất là an toàn, rất là sạch. Khi mình ra mình cảm nghiệm là cái da mình, bởi vì cái cát thực ra nó cũng không phải là quá to, nó chỉ vừa đủ để lấy cái da chết mình mà thôi. Thì đó là cái tẩy da chết. Còn vấn đề mà mình muốn chăm sóc da, mình muốn dưỡng da để cho là mình có làn da sáng mịn á, thì hoặc là lấy những cái chất dơ bẩn sâu trong da mình, đôi khi mình rửa chỉ có lớp ngoài mà mình không lấy được sạch sâu á, thì thường thường Ái Hoa đắp mặt nạ loại này mình đắp 1 tuần 2 lần thì giúp cho da mình nó vừa vừa đã lấy những cái dầu trong cái lỗ chân lông của mình, nó làm cái lỗ chân lông nhỏ lại, làm cho da mình sáng mịn hơn. Cho mình nói sâu hơn một chút xíu nữa, sâu hơn có nghĩa là nó phải đi vô sâu hơn nữa, đặc biệt dành cho cái da bị dầu và bị mụn, bởi vì cái tính chất, cái hiệu quả của cái loại mặt nạ này là mặt nạ bùn, cho nên nó thẩm sâu vô trong cái lỗ chân lông của mình đó, nó hút ra được những cái chất dơ, những cái chất dầu. Và đặc biệt mình, tại sao mình bị mụn là bởi vì cái chất mình bị dơ, bị dầu đó. Cho nên những người mà mình có cái da mặt dầu và mụn, đây là một trong những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Như Ái Hoa nói, mình có thể sử dụng 2 lần trong một tuần, rất là tốt. Mình đã từng sử dụng cho con mình khi con mình còn nhỏ, bởi vì chúng nó cái tuổi dậy thì nó bắt đầu nó mụn rồi. Thì đây là cái mặt nạ mình sử dụng cho nó. Thì bổ sung thêm một chút, chị Chính, là chính mình là người có da dầu, nhưng mà da mình là actually nó không có phải là dầu, nhưng mà dầu chỗ này khô chỗ kia. Nhưng mà đến cái mùa hè này nè quý anh chị, mình khi mà mình ra đường cái mồ hôi nó toát ra thì mình thấy chỗ dầu chỗ khô, nhưng mà nó bóng lưỡng à, nó rất là cảm thấy nó khó chịu lắm, không có tự tin khi mà mình đứng trước người khác, mình cứ feel cái mặt mình nó ướt chập nhẹp á. Nhưng mà mấy anh chị biết không, khi mà mồ hôi mình đổ ra thì những cái chất mồ hôi nó sâu trong cái lỗ chân lông mình á, thì những cái bụi nó bám vô rất là dễ. Nếu như mà mình rửa mặt sạch rồi nhưng mà nó đằng sâu nó không lấy ra hết, thì khi mà Ái Hoa dùng cái này á, nó vừa hút dầu nó được hút những cái chất bụi bẩn dơ sâu trong cái da mình nữa, cho nên lúc này da mình nó khác hơn rất là nhiều, nó mình mà lỗ chân lông mình nó nhỏ lại, nó không bị dầu trên nó mũi nhiều giống ngày xưa, nó giảm rất là nhiều. Dạ, thì mình vẫn còn về cái đề tài về da mặt ha, thì các anh chị đã biết là ai đã sử dụng nước hoa hồng rồi, mình sử dụng nước hoa hồng sau khi rửa mặt, trước khi dưỡng da, hoặc là mình sử dụng cái nước hoa hồng trước khi mình để cái make up lên. Thì đây là một trong những cái nước hoa hồng toner. Yeah. Cái toner này đó nó sẽ balancing, nó sẽ cân bằng lại cái chất mà nước giữ ẩm trong cái da của mình. Thì vậy là khi sau khi cái da mình được sạch rồi, mình có thể sử dụng cái này trước khi mình dưỡng ẩm da. Và chị cũng sử dụng trước khi chị làm make up á, mình sử dụng để giữ lên, là mình để thoa nhẹ lên thôi, là cho cái da mặt mình nó giữ ẩm lại, nó không có bị khô ha. Thì bây giờ mình đã có cái phần mà toner rồi, mình đã có cái phần nước hoa hồng rồi, mình sẽ đi về vấn đề dưỡng da nha. Mình đi về dưỡng da, mình sẽ làm từng loại một nha. Thì khi dưỡng da thì mình á, thì hiện tại mình dùng 2 thứ, nhưng mà cái thứ mà mình thường dùng nhất, mình nó thông dùng nhất là 2 cái thứ này. Cái hũ này thì dùng cho ban đêm, còn cái ống này thì dùng cho ban ngày. Thì trong này nó có SPF 22, cho nên nó đi ra ngoài nó được chống nắng cho mình luôn, nó vừa dưỡng da nó vừa chống nắng. Cho nên 2 cái loại sản phẩm này cũng là có công nghệ lót nó chống lão hóa, cho nên rất là tuyệt vời. Thì mình đang sử dụng tuyệt vời. Yes, mình có luôn ban ngày và ban đêm. Ban đêm giữ ẩm, còn ban ngày thì sẽ giúp mình chống cái vấn đề mà chống nắng đó. 22, mình nghĩ 22 đó là tốt lắm rồi, là đã đủ để giữ da mình an toàn, bởi vì cái ánh nắng hoặc là cái ánh đèn, nếu mà những ai có làm việc dưới ánh đèn đó, nên là bảo vệ cái da của mình. Thì xong cái phần dưỡng da này, nhưng một loại đặc biệt em, nếu mà cái người đó da nhạy thì như thế nào? Những người da nhạy cảm hoặc là những người mà trẻ
tuổi thì không cần phải dùng cái công nghệ inox, thì mình có thể dùng cái sản phẩm này. Thì cái này là cái cream dành cho những người mà da nhạy cảm hoặc là những người mà tuổi trẻ chưa có cần chống lão hóa thì mình nên dùng cái này. Nó rất là giống cream, con trai con gái gì cũng có thể dùng được cái loại này. Con gái của mình 14 tuổi đang xài. Yeah. Bởi vì cháu còn nhỏ, cháu không cần cái chất mà chống lão hóa, chưa đến lúc age lock đó, mình không cần, mặc dù những cái kia thì có ha. Yeah. Con mình thì không cần, cho nên để mà giữ cái sự nhẹ nhàng thì con gái mình đang sử dụng cái loại này đây. Yeah. Ha. Thì bây giờ mình đã qua hết những cái phần về về đến... nha, về da nè, về tóc nè, về răng nè, về mặt nè. Thì mình còn thiếu một cái gì nữa nếu mà tổng thể con người của em? Từ đầu đến ngang cổ rồi đúng không, thiếu cái chân. Xuống hết rồi. Bây giờ nãy bây giờ mình chưa nói tới bàn tay và bàn chân đúng không? Tại vì ai có cái da khô nè, mà nó hình như ai cũng bị da khô. Rồi ai bị chân khô nè. Chân khô, chân nứt nè. Yes. Hoặc là cái cùi tay khi mà mình ngồi đây mình lè đè hay chống chống này nè, cùi tay mình nó bị chai. Yes. Thì bây giờ mình có tới 4 chỗ. Bây giờ mình kể luôn nè nha. Đây là cái cùi tay đúng không, cái cùi chỏ. Đây là cái bàn tay. Và còn mình quên một chỗ, cái đầu gối. Đầu gối, đầu gối mình rất hay là bị khô, đúng không? Và cuối cùng là cái chân của mình. Chỉ là không phải gót đâu, chỉ là tổng thể cái bàn chân luôn. Wow. Tại vì khi mà mình càng lớn tuổi thì cái mình đã bị khô, mình bị khô. Thì đây, cái này rất là đặc biệt, mình nói là the last but not least, có nghĩa là cái cuối cùng, nhưng không phải là cái ít nhất, mà là cái cuối cùng. Cái này rất là đặc biệt, bởi vì mình nghĩ rằng là phần đông ai cũng biết cái loại sản phẩm này. Rất rất được nổi tiếng và rất được ưa chuộng trong những cái tiệm mà nail, những cái salon. Và khách Mỹ biết rất là nhiều về cái này. Và các tiệm nail họ có họ tăng thêm thu nhập nhờ cái này nhiều lắm quý anh chị. Họ bán lẻ rất là nhiều, tại rất là nhiều người có nhu cầu về da khô và da nứt nẻ. Không những cho cái chân mà cái tay, cùi chỏ thì nói giống hồi nãy mình chị Trinh chia sẻ, nào là đầu gối, cùi chỏ tay, rồi bàn tay. Thường mà mùa đông á, cái tay mình nó hay bị khô, nó khô lên cái mô này ha, khô mà nó đôi khi nó nứt luôn á. Cho nên đây là cái sản phẩm mà mình dùng. Còn má mình á thì quấn cái tay á, nó bị khô mà nó nứt quanh tay á, mà có nhiều người họ còn bị sưng lên quanh tay nè. Khi mà mình lấy một chút xíu này thôi, mình thoa lên á, nó rất là hiệu quả với anh chị. Mình không thể diễn tả được là mình thấy nó sự tuyệt vời của nó. Nó làm cái da nó mềm ra mà nó không bị nhức, không bị đau. Mà cái vết thương mà những cái nứt đó, nó heal lại rất là nhanh. Yes, cảm ơn Ai Hoa. Thì đó là dùng cho da khô ha. Dùng cho da khô, khô ở đâu cũng được hết chứ, miễn là khô và nó để lên thì nó sẽ có một cái kết quả thật tuyệt vời. Thì bây giờ chị hỏi Ái Hoa, sau khi mà Ái Hoa sử dụng những cái sản phẩm này, em đã trải nghiệm qua rồi, nó quá tốt, thì em làm sao? Bây giờ em đang làm nè, em sử dụng cho cơ thể em, sử dụng cho gia đình của em rồi, rất là tốt. Cho nên em muốn lên đây, thứ nhất là vừa chia sẻ đến quý anh chị những cái dòng sản phẩm tốt. Thứ hai nữa, thay vì mình mua những cái dòng sản phẩm ngoài kia, mình có thể thay thế những cái dòng sản phẩm này trong gia đình để mình sử dụng được sản phẩm tốt, thành sản phẩm thiên nhiên mà có hiệu quả cho mình. Thì em là cái nhiệm vụ của em xài tốt thì em chia sẻ với anh chị. Yes. Thì đó là mình trước đây khi mà mình sử dụng được một cái sản phẩm nào tốt đó, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà cái sản phẩm đó mình sẽ về mình nói, ô sống ở ngoài kia nó đang sale 30-40%, mình hôi vàng mình gọi hết tất cả mọi người, đúng không, đi mua đi để nó hết, hoặc là nó rất là tốt nhưng kết quả là gì, không có gì hết. Có nghĩa là mình đưa người ta đi mua mình không có gì hết. Nhưng mà đối với mình bây giờ, khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm tốt, có nghĩa là chị Trinh nói là mình có thể kiếm tiền từ những cái sản phẩm mình đang sử dụng, có đúng không? Chính xác em. Thì đây chính là cái cơ hội của mình, cơ hội của chị em mình ở đây. Có nghĩa là mình xài tốt, mình trải nghiệm đi, mình trải nghiệm mình thấy nó tốt đúng không, không tốt thì không sao, không cần phải nói bởi vì nó không tốt. Nhưng bởi vì khi nó đã quá tốt, mình không có ích kỷ, mình chia sẻ với mọi người. Nhưng cái điều mà quan trọng hơn nữa, khi mình chia sẻ với mọi người thì đây là chính là cơ hội. Có biết bao nhiêu người ngoài kia, không những là mẹ điểm sữa, nhưng mà đối với Ái Hoa đây có hai đứa con nhỏ, đối với mình có ba đứa con, không còn nhỏ nữa, nhưng mà mình đã tương đối là mình lớn tuổi rồi. Nếu mà thật sự mình lao động như trước đây thì mình không còn trẻ khỏe như năm 20, 30, 40 đúng không? Thì đây chính cũng là cơ hội. Mình có thể làm việc ở nhà, chia sẻ từ những cái sản phẩm mình dùng trong gia đình và bản thân mình. Rất đơn giản, dùng cho bản thân mình.
Cho nên đây là người ta gọi là kinh doanh không sở hữu, mà mình có thể làm việc tại nhà mà không có phải đầu tư vốn. Vậy thì em thấy nó có khó không? Dạ, không có gì để khó. Đây là những cái dòng sản phẩm tốt mà mình đã trải nghiệm thì mình đã biết rồi. Mình chỉ chia sẻ với những người mình quen biết, họ có thể thay thế những cái sản phẩm giống mình mà thôi. Nếu như những cái dòng sản phẩm này mình có thể mua về nhà mà mình sử dụng, mình cảm thấy không có thích hợp với mình có thể hoàn lại mà mình không mất tiền. Cho nên là một đó là mình vừa được dùng sản phẩm tốt vừa có tiền, mà hai là mình cũng chẳng mất gì hết, không có gì để mất. Yes, thì bây giờ mình thử thực tập nha. Nếu mà nói là cái này dễ nha, cho chị nói là dễ nha. Bây giờ chị nói, ok, hôm nay chị xài cái này, chị yêu cái này lắm. Ok, chị ra chợ, chị mua một cái này, liquid body bar, tắm, nước tắm bụi. Và khi mà chị tắm xong, chị thấy rất là mát, chị không có bị khô da. Và chị sẽ nói với Ái Hoa, cái này tốt lắm, em cứ xài đi, chị đã xài rồi, chị xài cho cả gia đình chị rồi nha. Không tin thì mua đi, xài đi. Nhưng thì khi mà mình nói cái điều đó thì mình lại không ngại, Ái Hoa chạy ra kia mua. Nhưng nếu bây giờ, tỷ dụ chị xài cái này rất là tốt, thì chị nói Ái Hoa, em mua đi, chị chia sẻ và chị sẽ giới thiệu em mua thẳng nha. Mua tại công ty, không mua tại công ty luôn. Chị giới thiệu cho em mua thẳng luôn. Thì em nghĩ sao? Tất nhiên là em thì mua trực tiếp công ty, có gì để mất, em coi chị có bán lẻ cho em đâu mà em sợ. Chị có bán gì cho em đâu. Có gì đâu để nghĩ. Chị không có để bán, nhưng mà chị sẽ nói với Ái Hoa mua đi, chị sẽ hướng dẫn em vào mua nha. Và em sẽ tốt thì em làm sao? Dạ thì tất nhiên em xài tốt thì em sẽ giới thiệu những người quen biết của em. Vậy thì có khó không? Dạ không có khó. Yes. Giống như em đang đi mall mà kia em thấy mall xe, em kêu bạn bè em đi mall, mall đâu trả tiền em đâu. Mà mình về mình hồ hởi phấn khởi đúng không? Dạ. Thì tại sao không những dùng cái sản phẩm này, tại sao mình không dùng sản phẩm này, mình hồ hởi phấn khởi để mình báo cho bạn mình biết. Rất tốt bạn, bạn cứ mình chia sẻ cho bạn đó, mình hướng dẫn bạn vào, bạn mua đi và khi bạn xài tốt, bạn hướng dẫn cho gia đình bạn. Để vào sử dụng và chia sẻ với nhau. Thì đây là những cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời của anh chị. Nó vừa thiên nhiên mà vừa có thể cho những người mà muốn kiếm thêm thu nhập một cái cơ hội. Cái cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời mà ai cũng có thể làm được. Yes. Và mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chương trình Sống Khỏe Trẻ Đẹp hoặc là Sống Lành Mạnh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhé. Mọi chi tiết, mọi thắc mắc xin hãy liên hệ để chúng ta có một cái hướng dẫn chính xác hơn, hướng dẫn đúng và làm dễ và làm đơn giản, không cần phải khó khăn gì cả, không cần phải rắc rối. Nói chung là hướng dẫn thì chẳng có gì để hướng dẫn, tại những cái sản phẩm này họ đã hướng dẫn cho mình chi tiết trong đó rồi. Nhưng mà những cái cách mà làm sao để mua hàng từ đâu để cho được giá rẻ và mua như thế nào thì anh chị em có thể liên lạc qua chị Trinh và Ái Hoa có thể hỗ trợ quý anh chị. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người nhé. Xin cảm ơn. Bye bye.